Nếu bạn đang phân vân bọn em kiếp custom trong tầm giá 1,5 triệu, phải có layout 75%, phải có nấm và đặc biệt là mặt xui, thì full lens H75S hay MK750 sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn nhìn cho anh em. Đầu tiên thì mình sẽ không nói quá nhiều về mức giá của cả hai em này, khi mà hai em này thì để là một em kit trong cùng một tầm giá, nhưng mà sẽ có cái cơ chế bán nó khác nhau. Nếu mà anh em là một người chơi yêu thích sự custom cũng như là vọc vặt nhưng mà kinh phí là eo hẹp, thì chắc chắn full lens H75S sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn nhìn cho anh em. Thứ nhất là vì anh em sẽ có một em kit 75%. Thứ hai là anh em sẽ được tặng kèm luôn cả squid và keycap. Như ở đây thì mình đang có chiếc squid của full lens. Đây, anh em có thể lựa chọn giữa rất là nhiều phiên bản, từ silver, yellow cho tới brown red. Và đừng quên là cũng sẽ được tặng kèm luôn một bộ keycap. Và bộ keycap vẫn có thể tùy chọn trong một số bộ keycap của Ajax hoặc là full lens. Còn nếu mà anh em lựa chọn MK750 thì con này quá ngon, gần như là anh em không thể modding cũng như độ chế gì thêm. Với việc mà mua em này thì anh em sẽ có lợi thế là có thể tận dụng được cái phần squid và keycap từ trước của anh em, hoặc là anh em có thể mua squid và keycap nào đó phù hợp với cái sở thích của anh em hơn, không có bị gò bó giống như là H75S. Để đến với phần so sánh thì mình sẽ liệt kê ra một số cái đặc điểm chính trên cả hai phiên bản này mà mình sẽ nói cho anh em. Vậy nên á, là các anh em nào mà muốn xem nhanh về các đặc điểm đó thì có thể lướt qua cái phần timeline của cái video clip lần này. Trước khi đến với bài so sánh thì anh em hãy cùng mình theo dõi về ngoại hình của cả hai em sản phẩm này để xem là anh em sẽ yêu thích sản phẩm nào hơn. Thực sự là ngoại hình của hai em này thì sẽ có đôi chút sự khác biệt. Trên H75S sẽ được thiết kế khá hầm hố theo dạng gaming, với hai dải đèn LED được đi dọc quanh hai bên viền hông của sản phẩm. Với thiết kế với theo tông màu trắng chủ đạo thì hai em này sẽ phù hợp hơn với những cái mẫu keycap với cái màu sáng như là pastel hoặc là màu neon. Còn ở trên phiên bản FL MK750 thì nó sẽ có một cái thiết kế nó tối giản hơn, chỉ là một sản phẩm với layout 75% cơ bản. Thiết kế case thì sẽ có một cái độ nghiêng khung tầm đâu đó 10 độ để giúp cho anh em có một cái độ nghiêng phù hợp với cổ tay. Điểm sáng cho phiên bản FL MK750 thì anh em sẽ có 4 phiên bản màu sắc để lựa chọn. Còn trên tay của mình đây sẽ là phiên bản màu hồng. Màu hồng này thì sẽ dạng là màu hồng pastel, nên là các anh em cũng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn để phối màu và cũng như là sử dụng những cái keycap mà anh em có sẵn. Thế nhưng H75S sẽ không chịu bị kém cạnh khi mà trang bị phần khung top cover có thể thay thế dễ dàng. Để nhắc về phần ngoại hình mà không nhắc về hai cái phần núm này thì thực sự là rất thiếu sót. Nếu mà được chấm điểm thì mình chắc chắn sẽ cho FL MK750 chiếm được số điểm tuyệt đối, khi mà từ phần nhìn tới phần chất lượng đều trên cơ hơn so với phiên bản full lens H75S. Mặc dù không phải là một phần quá quan trọng, nhưng MK750 vẫn rất chăm chú về việc sử dụng phần khung của top cover để có thể giúp giữ vững được phần núm vặn. Từ đó núm vặn sẽ không bị lật ngang qua hai bên giống như là H75S. Còn về bề mặt của cả hai em núm này thì đều sử dụng bằng chất liệu kim loại. Về phần bề mặt thì với diện tích tiếp xúc lớn hơn và họa tiết độc đáo hơn, nên là FL MK750 sẽ toát lên một cái vẻ sang trọng. Còn trên H75S thì sẽ chỉ có ngoại quan khá là cơ bản, không quá nổi bật, nhưng mà anh em có thể mua thêm cái phần núm vặn màu vàng mà full lens có đã bán kèm để giúp gia tăng thêm sự độc đáo. Tuy nhiên ở trên cả hai phiên bản đều sử dụng chân ngàm chữ D, nên là có thể mua bất kỳ một cái núm nào trên thị trường để có thể thay thế. Ở phía mặt sau thì sẽ có điểm khác biệt nằm ở phần công tắc chuyển đổi giữa ba chế độ kết nối cũng như là hệ điều hành. FL MK750 vẫn được sử dụng hai phần cần gạt với tùy chỉnh chế độ kết nối giữa dây, Bluetooth hoặc là receiver, và tùy chỉnh giữa hai hệ điều hành là Win và Mac. H75S sẽ được thiết kế tiện lợi hơn, gom cả hai bộ nút này thành một bộ duy nhất bao gồm cần gạt Win và Mac. Điều này thì sẽ giúp cho việc thay đổi hệ điều hành cũng như là bật tắt thiết bị cùng một lúc,
và anh em có thể tùy chỉnh các chế độ kết nối thông qua là phím tắt. Đây có thể nói là hai mẫu bàn phím cực kỳ tinh tế khi mà trang bị cho mình đó là cái phần chỗ cất receiver ở ngay phía mặt sau của sản phẩm để giúp anh em tránh mất hoặc là quên cái receiver này. Ở đây thì dành một lời khen dành cho FLMK750 khi mà sử dụng chất liệu với thiết kế từ người Anh đó là Q75 nhằm giấu phần receiver ở ngay dưới fit bên tay trái. Có sử dụng nắp đậy và nam châm nên là sẽ giúp USB cực kỳ chắc chắn, nhưng cũng là điểm trừ nếu với bạn nào mà không có móng như mình thì gần như rất là khó gỡ. Ta nói cái phần nam châm này nó giữ cực kỳ kinh khủng. Còn ở trên phiên bản H75S thì sẽ không cầu kỳ như vậy. Về phần bottom case thì sẽ lộ sẵn điểm khoét và vẫn có luôn nam châm để giữ lại cái USB cơ bản, nhưng mà vẫn là điểm tinh tế mà H75S mang lại. Để nói về đèn LED RGB thì đây sẽ là điểm khác biệt ít nhất trên cả hai phiên bản. Vẫn là đèn LED RGB theo từng bóng nên là tùy chỉnh cũng sẽ rất là đa dạng với nhiều chế độ LED thông qua các phím tắt chức năng trên cả hai sản phẩm. Tiện thể thì khi nhắc về đèn LED RGB thì cả hai em này đều có thể phần mềm tùy chỉnh được hiệu ứng LED nè, macro cho phím hoặc là thay đổi các chức năng cho từng phím khác nhau. Mặc dù đến từ hai thương hiệu nhưng phần giao diện và phần mềm mình có thể cảm nhận là giống nhau tới 99%. Còn thực hư như thế nào thì để anh em cùng bình luận và đánh giá ở phía bên dưới nhé. Ngay khi mở ra ở phía bên trong thì mình đang thực sự không thể hiểu nổi tại sao mà FLMK750 lại có thể làm chỉnh chu đến như vậy. Đều không sử dụng ốc để cố định, trên MK750 sử dụng ngàm giữ, nhưng thực sự em này với thiết kế ngàm rất chắc chắn. Khi mở ra thì khuyên anh em nên sử dụng thẻ cạc hoặc là dụng cụ mở laptop chuyên dụng để có thể mở em này dễ dàng, cũng như là anh em không bị gãy móng nhé. Khi mở ra thì anh em cũng lưu ý phải mở cực kỳ nhẹ nhàng, tránh đứt sợi cáp nối từ mặt núm xoay tới PCB vì loại này khá là mỏng, nếu hư thì vẫn có thể mua được đó, nhưng mà hơi mất công một xíu. Còn về cấu tạo kit thì vẫn cơ bản gồm 3 phần, trong đó là PCB, top case và bottom case. Với việc có thể là thay thế dễ dàng được cái phần stop cover trên phiên bản H75S nên là phần ngàm của em này cũng sẽ dễ chịu hơn, dễ mở hơn so với phiên bản là MK750. Khi mở ra ở bên trong thì cả hai mẫu này gần như là giống nhau hoàn toàn, vẫn có đầy đủ 3 phần như mình đã nêu ở trên. Không có gì cần quá phải lưu ý khi mà mở kit H75S, nhưng anh em cũng từ từ và chậm rãi là tốt nhất. Để nói về phần form PCB thì trên thiết kế của FLMK750 sẽ bao gồm là 3 lớp. Lớp đầu tiên sẽ là form PCB silicon, tiếp đến đó là một lớp poron giúp cho anh em hạn chế cái việc âm thanh bị tịt, và cuối cùng là ở phần mặt sau của PCB sẽ vẫn lại là một lớp form poron mịn nữa. Lớp poron này cực kỳ mịn, dù không biết là chất lượng âm thanh có thay đổi hay không, nhưng đây cũng là một cái kiểu thay thế cho dạng tép mod và tách biệt được cái phần pin so với cái phần bản mặt chính để tránh hiện tượng cháy nổ. Còn trên phiên bản H75S thì sẽ trang bị ở giữa plate và PCB một lớp cao su luân hóa giúp triệt tiêu một số cái phần âm thanh không mong muốn. Ngay ở phía dưới sẽ là một lớp foam switch bằng chất liệu PE hoặc poron hay gì đó thì mình cũng không rõ lắm. Ngay khi mở ra ở phần phía dưới của foam case thì mình thực sự là bất ngờ trên cả hai phiên bản khi mà đều trang bị cho mình một lớp silicone cực kỳ dày dặn. Nên là anh em lựa chọn một em kit trong tầm giá 1,5 triệu mà có một lớp foam silicone như thế này thì đây sẽ là hai sản phẩm cực kỳ hoàn hảo. Phần form này thì cả hai phiên bản đều làm rất kỹ, không bị có quá nhiều chi tiết thừa, nhưng trên MK750 thì sẽ vẫn làm chỉnh chu hơn, đẹp hơn về phần nhìn. Chắc là do phiên bản MK750 có sử dụng thêm hai cái mẫu case trong suốt nên đây cũng là điều cần phải làm tốt. Về phần độ dày thì phần form silicone trên H75S sẽ có đôi chút mỏng hơn so với MK750. Độ dày mỏng cũng phụ thuộc vào phần bottom case nên là kích thước khác nhau là điều dễ hiểu. Để nói về plate thì cả hai mẫu này không giống nhau về chất liệu nhưng lại giống nhau về cái cảm nhận gõ. Chất liệu plate PC ở trên FLMK750 là quá đỗi quen thuộc với những sản phẩm sử dụng gạch kịch mao rồi, để nhằm tạo ra được một độ nhúng khác biệt. Tuy nhiên là FLMK750 lại sử dụng phần ngàm gạch kịch quá nhỏ, phần lớn sẽ giúp âm thanh để chèn đều không bị quá khác biệt ở các vị trí, chứ phần nhúng thì mình cảm nhận là sẽ hơi ít. Trên H75S cũng vậy, được sử dụng cái phần ngàm gasket này lớn hơn, nhưng mà cái phần plate lại là sử dụng bằng FR4. Vẫn giữ được tính mềm dẻo như là PC, nhưng được gia tăng thêm độ cứng và màu sắc cũng không quá đục như PC, nên là sẽ giúp cho phần LED được tản sáng tốt hơn. H75S có một điểm sáng khi mà full lens có bán kèm cho anh em một miếng plate bằng thép. Nếu mà em muốn mua thay thế thì em này có thể trở nên thực sự đầm và chắc. Để tạo ra sự dễ dàng cho việc làm modding cũng như là thay thế thì trên cả hai phiên bản này đều được sử dụng rất là stack theo cơ chế là plate mount.
Trên H75S vẫn có đôi chút sọc sạch ở phần khung, nên là anh em có thể mua thêm phim để gắn vào plate, giúp gia tăng được cái phần chắc chắn hơn. Nói chung đây là một em phím sinh ra trên cái khuynh hướng là mua về để modding và vọc vạch rất nhiều, nên là cái việc mà anh em cần phải căn chỉnh là chuyện không thể bỏ qua. Còn trên FLMK750 thì sẽ vẫn giữ nguyên phong độ từ người đàn anh, stab làm cực kỳ chắc chắn như cái danh xưng mà hãng FL đã làm ra trước giờ. Mua về là chỉ để gõ, muốn độ thì cũng không thể độ thêm được. Một điểm nữa là khi gỡ cũng sẽ khá là khó. Có thể thấy là độ fit và độ hoàn thiện của FLMK750 rất cao, nên các chi tiết được làm rất bài bản, stab gần như cũng không cần phải làm lại quá nhiều. Mặc dù là stab led mount nhưng mà độ rung lắc rất ít, khả năng cao là về phần thanh wide cũng đã được cân. Khi mua về thì các anh em chỉ việc đơn giản là lắp thêm để cho cái âm thanh phù hợp hơn với cái khả năng mà anh em thích. Trải nghiệm về phần pin thì mình thấy không có sự chênh lệch quá nhiều trên cả hai phiên bản, đều được sử dụng với dung lượng pin là khoảng 3000 mAh, và với một dân văn phòng như mình, một ngày làm khoảng 8 tiếng và mình sử dụng liên tục trong vòng 3 ngày thì cả hai em này đều trụ rất tốt. Sau đây thì mình sẽ sử dụng là switch Yellow đến từ nhà Fullland. Thì mình sẽ trang bị cái switch này trên cả hai phiên bản cũng như là cái bộ keycap sao la để cho anh em có một cái đánh giá khách quan hơn trên cả hai sản phẩm. Và cái switch này mình đang sử dụng thì sẽ có cơ chế là linear cũng như là độ nặng thì đâu đó tầm 45g, cũng như là đã được lắp sẵn rồi nha anh em. Mình thấy cũng khá là ngon nên là mình lắp luôn trên cả hai em phím để sao test luôn cho anh em. Và rồi, mời anh em. Đó là tất cả những gì mà mình muốn nói cho anh em trong video clip lần này. Nếu mà anh em đã lựa chọn ra một cái kit 75% tuyệt vời dành cho mình thì các anh em đừng quên để lại dưới comment để cho mọi người cùng biết nhé. Mình là Béo đến từ Gearshop. Nếu anh em yêu thích video clip này thì đừng quên để lại một like, share, một subscribe cho kênh Gearshop. Mình sẽ hẹn gặp lại anh em trong một video clip sắp tới. Sẽ có rất là nhiều sản phẩm hay ho dành cho anh em. Và rồi, chào anh em nhé.